Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Trung Quốc từ chối đàm phán quân sự với Mỹ sau vụ chạm trán trên Biển Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc từ chối lời đề nghị của Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để giảm xung đột sau một cuộc đối đầu không an toàn giữa máy bay Trung Quốc và Hoa Kỳ trên Biển Đông vào tháng trước. Theo các nguồn tin ngoại giao của Hoa Kỳ, cuộc gọi được đề nghị vào tuần trước giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã bị hủy sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia. Sau khi được hỏi về các cuộc tiếp xúc của ông Austin với người đồng cấp Trung Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Martin McGee nói, lần cuối cùng Bộ trưởng Austin nói chuyện với người đồng cấp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là vào tháng 11 năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Trung Quốc trong vài tuần nữa, không thảo luận về các chi tiết cụ thể của chuyến đi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói hôm vừa qua rằng các cuộc đàm phán của ông Blinken với các quan chức cấp cao của Trung Quốc sẽ bao gồm các lĩnh vực được xác định bởi sự cạnh tranh, các lĩnh vực mà quan hệ giữa hai nước chúng ta có khả năng trở thành đối nghịch và các cấp chúng ta có thể đảm bảo quản lý có trách nhiệm những lĩnh vực đó cũng như những lĩnh vực mà chúng ta có thể tìm kiếm và thậm chí tăng cường hợp tác. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Nghị cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc mới được bổ nhiệm Tân Cương. Đặc phái viên của Bắc Kinh tại Washington, quân đội Mỹ cho biết một phi công chiến đấu cơ J-11 của Hải quân Trung Quốc đã thực hiện một thao tác không an toàn trong khi chạm vào máy bay RC-135 của Không quân Hoa Kỳ trên Biển Đông và buộc chiếc này phải thực hiện các thao tác lách để tránh va chạm ở không phận quốc tế. Trung Quốc sau đó đã bác bỏ tố cáo của quân đội Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Trung Quốc nói, Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cáo buộc Mỹ lừa dối dư luận. Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ có chủ quyền của mình, một yêu sách mà Hoa Kỳ cho là bành trướng và bất hợp pháp. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tranh chấp các phần của Biển Đông. Các quan chức Hoa Kỳ đã khuyến khích Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sử dụng các kênh liên lạc theo cái gọi là Cơ chế Thỏa thuận Tư vấn Hàng hải Quân sự MMCA để cải thiện an toàn hoạt động trên không và trên biển. Phát ngôn viên ngũ giác Đài Manos nói, chúng tôi thất vọng về PLA đã hủy bỏ MMCA vào năm 2022, nhưng khuyến khích các đối tác PLA của chúng tôi tham gia cùng chúng tôi trong cuộc họp MMCA vào năm 2023. Lần cuối cùng, ông Lloyd Austin nói chuyện với ông Ngụy bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng tại Siem Reap, Campuchia vào cuối tháng 11 năm ngoái. Ông Ngụy sẽ về hưu vào tháng 3 tới. Ông Lý Thượng Phúc, một thành viên mới của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CMC, được nhiều người xem là Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Lý từng là trưởng phòng phát triển thiết bị của CMC, một vị trí giúp ông có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày hôm qua dẫn bài viết của tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, ông tin tưởng vào tương lai của quan hệ Mỹ-Trung, nói rằng mối quan hệ này liên quan tiền đồ, vận mệnh của hành tinh chúng ta. Trong bài viết đăng trên tờ The Washington Post, ông từng nhắc lại khoảng thời gian làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ tháng 7 năm 2021, cho biết đó là trải nghiệm để lại cho ông nhiều kỷ niệm về đất nước này. Với tư cách là một nhà ngoại giao, nhiệm kỳ đại sứ Mỹ có ý nghĩa to lớn với tôi trong tương lai. Sự phát triển quan hệ Trung-Mỹ sẽ là một nhiệm vụ quan trọng của tôi trên cương vị mới, ông cho biết. Cánh cửa cho quan hệ Trung-Mỹ đã mở ra thì sẽ không đóng lại. Tôi tin rằng người Mỹ cũng giống như người dân Trung Quốc có tư tưởng cởi mở, thân thiện và chăm chỉ. Tương lai của toàn bộ hành tinh phụ thuộc vào mối quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc viết, thời gian của tôi ở Mỹ đã nhắc nhở tôi rằng quan hệ Washington-Bắc Kinh không nên là quan hệ cạnh tranh tuyệt đối, trong đó một bên phát triển còn bên kia phải trả giá. Thế giới đủ rộng để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển và thịnh vượng. Chúng ta không được để định kiến hoặc nhận thức sai lầm châm ngòi cho sự đối đầu hoặc xung đột giữa hai bên. Ông chia sẻ, theo ông Tần, để đạt được mục đích đó, đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ của tất cả mọi người. Ông tin tưởng rằng quan hệ Trung-Mỹ sau cùng sẽ trở về đúng hướng và không ngừng phát triển.
giới phân tích dự đoán việc Bắc Kinh bổ nhiệm ông Tần Cương cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao sẽ chứng kiến những thay đổi trong quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới. Ngay sau khi trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Tần Cương đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Qua cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ song phương. Không những vậy, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sắp có chuyến công du Trung Quốc trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2023. Chuyến công du được xem là hoạt động quan hệ song phương cấp cao nối tiếp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra hồi giữa tháng 11 năm 2022 tại Bali, Indonesia. Thời gian qua, quan hệ Mỹ-Trung liên tục căng thẳng, xoay quanh nhiều vấn đề, từ các diễn biến chính trị trong khu vực đến quan hệ thương mại hai nước. Washington đã đẩy mạnh nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Bắc Kinh, đồng thời Mỹ tích cực tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, điển hình là lĩnh vực linh kiện bán dẫn. Vào tháng 10 năm 2022, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của Mỹ. Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất có cả ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó. Giữa bối cảnh như vậy, việc hai bên xúc tiến các kênh ngoại giao để giải quyết bất đồng liệu có hiệu quả? Nhiều chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhận định về vấn đề này. Theo bà Bonnie Glasser, Giám đốc chuyên trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, huyện Marshall, Đức tại Mỹ, cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích trong việc đặt ra các kênh trao đổi, nhưng những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình hình xấu đi trong mối quan hệ vẫn không thay đổi. Do đó, tôi không kỳ vọng một sự thay đổi cơ bản trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Vẫn còn phải xem liệu hai bên có được tiến bộ trong việc ngăn chặn tình trạng quan hệ song phương xấu đi hay không. Chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken sẽ là liều thuốc thử cho điều đó. Trong khi đó, tiến sĩ Patrick McLean, Chủ tịch về An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ, nhận định tinh thần tương đối xây dựng sau cuộc gặp của Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bali sẽ tiếp tục trong năm 2023. Hai nhà lãnh đạo đã tìm cách ngăn chặn sự xấu đi trong quan hệ Mỹ-Trung khi họ gặp nhau bên lề hội nghị G20. Kể từ đó, Ngoại trưởng Blinken đã dẫn đầu các hoạt động tiếp theo của Mỹ, bao gồm cả chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh. Chính quyền Biden muốn thử xem mong muốn hợp tác của Trung Quốc rủi ro cao đối với cả Mỹ lẫn Trung Quốc và khu vực nếu hai nước này căng thẳng. Nhưng khó có thể kỳ vọng sự cạnh tranh địa chính trị giữa hai bên sẽ giảm đi. Ông Kurt Schuster, cựu giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho rằng, nỗ lực tiếp xúc nhau của Mỹ và Trung Quốc thể hiện hai bên được coi trọng quan hệ song phương, nhưng những vấn đề lớn hơn sẽ vẫn còn, như hành động của Trung Quốc đối với các bên trong khu vực, sự bất đồng trong chính sách kinh tế của hai nước. Trong cuộc gặp sắp tới, Ngoại trưởng Tần Cương có lẽ sẽ hứa hẹn những hành động tích cực, chẳng hạn như cam kết chống biến đổi khí hậu và cố gắng giảm bớt mối lo ngại của giới lãnh đạo Mỹ và người dân về các hành động và ý định của Trung Quốc. Nhưng vấn đề là Trung Quốc có thực thi những hứa hẹn hay không? Sau chuyến thăm của ông Blinken, căng thẳng hai bên có thể giảm bớt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì căng thẳng vẫn trực chờ bùng phát. Ông Glory Bowling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS Mỹ phân tích, chuyến công du sắp tới của Ngoại trưởng Blinken tiếp nối động lực mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tạo ra trong cuộc gặp ở Bali. Mục tiêu sẽ là thiết lập lại các kênh ngoại giao bình thường để tránh khủng hoảng và tìm kiếm các lĩnh vực cùng quan tâm đến hợp tác, chẳng hạn như biến đổi khí hậu do an ninh lương thực. Những điều đó sẽ thay đổi sự cạnh tranh chiến lược lâu dài với nhau mà hai bên đang bế tắc. Vì vậy, căng thẳng sẽ vẫn còn và đối với các vấn đề trong chuỗi cung ứng công nghệ cao và quản trị kỹ thuật số, sự cạnh tranh sẽ ngày càng buộc các đối tác phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ba biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.